đặt trường hợp có một cuộc cãi vã, ai sẽ xuống nước? Cái thế của mình là luôn luôn là phải nằm kèo dưới, nằm kèo dưới. Rồi, mời nhà trai. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh. Rồi, dạ, chào em chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào bạn gái. Dạ, hello. Con xin tự giới thiệu là con tên Nguyễn Trọng Nhân. Năm nay con 24 tuổi. Ừ. Và con đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Con đang làm họa sĩ 3D. Họa sĩ gì D? 3D. 3D hả? Dạ. Và bây giờ là tới phần giới thiệu của nhà gái. Xin mời bạn. Annyeonghaseyo, Bảo Ngọc Inita, Manaso và Kasumita. Xin chào mọi người, mình tên là Bảo Ngọc. Năm nay mình 24 tuổi. Mình rất vui được tham dự chương trình này. Cho chị xí một cái là sao mà em chào một tràng tiếng tiếng Hàn đúng không? Dạ. Là em học tiếng Hàn hay là như thế, hay là em công tác tại Hàn? Đó là em học tiếng Hàn á chị. Và hiện tại là em là giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh giới thiệu tiếng Hàn Quốc. Lý do tại sao em học tiếng Hàn? Bởi vì em có niềm đam mê với phim ảnh Hàn Quốc. À. Bảo Ngọc ha? Dạ. Ở dạ. Đây là Trọng Nhân nha. Rồi hai bạn cũng xem tuổi với nhau, 97 hết á. Nhân có thể nói cho Ngọc bên kia biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, khuyết điểm của con là con rất là ngại giao tiếp với người khác giới. Trước đứng một người khác giới mà người đẹp nữa là con lúc nào con cũng sẽ bị nó giống như không đi. Phải con đâu con ơi. Dạ. Ai cũng vậy, đứng trước người đẹp bối rối lắm. Chú cũng vậy, thấy người đẹp là chú rối lên rồi đó. Hồi nãy chú có rối không? Chưa rối. Vậy không lẽ con chưa đẹp? Sắp đẹp. Tháng này là con phải dậy từ 4 sáng con trang điểm mà chú kêu là con chưa đẹp. Con thấy con hơi buồn ở nhà, hơi giận nhà trai á. Nói chơi chứ mà mối này lộng lẫy lắm, tôi cà khịa chút xíu thôi. Còn nữa là con hơi ham việc. Rồi đúng rồi, đàn ông ham việc là tốt đó con. Sao mà dính vô việc là con quên mất xung quanh luôn. Tốt, tuổi trẻ giờ phải ham việc ha. Phải lo sự nghiệp trước. Đó là cái hai cái là nổi trội nhất. Nổi trội. Còn mấy cái nó lặt vặt nữa. Ưu điểm là gì? Cái ưu điểm của con là con biết nấu ăn, biết hát được, biết vẽ được, hoạt bát, với lại cũng hòa đồng với mọi người. Rồi, mời nhà gái đi. Con xin nói về ưu điểm trước. Là phần ưu điểm là con một người hòa đồng, có tính cách là ngoại, hướng ngoại hơn và thích đi du lịch và thích gặp gỡ được nhiều người, đặc biệt là với những người nước ngoài. Và còn nhược điểm là con hơi chú trọng về công việc nhiều quá, đôi lúc mình không dành nhiều thời gian cho bản thân của mình. Ôi trời chết rồi, hai bạn này có cùng một cái nhược điểm với nhau luôn. Bạn nào cũng mê công việc và quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Thế thì ví dụ như hai bạn mà có cơ hội đến với nhau rồi, làm sao mà hai bạn dành thời gian cho nhau được? Chắc cũng phải là phải dành lại, phải dành chút thời gian cho bản thân mình. Nói chung á là vậy nè, tuổi trẻ mà chưa yêu thì cứ đam mê công việc đi, rồi yêu cũng dành chút cho thời gian để yêu ha, tìm hiểu nhau. Hôm nay bên nhà trai á là có cây đàn nè, nhà trai sẽ hát tặng nhà gái một bài, đồng ý không? Dạ đồng ý ạ. Rồi Ngân hát đi Ngân. Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà, hẹn hò yêu thương ta say đến già. Nắng mưa làm chuyện nắng mưa, anh biến con tim đã vừa, chẳng đến anh phung đó hay là chưa. Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến tìm anh, giữ gìn là trong tránh đôi vai anh thêm sức mạnh. Tin tưởng là lời nhớ xa bao lâu vẫn tìm nhau. Anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Lỡ mai về sau ai biết được, chợt biến mất hay vội lạc những nỗi yêu thương. Mơ theo ngoài kia không với kịp, vẽ ánh hoàng hôn nơi con tim cùng nhìn. Hay quá. Bạn trai chỉ mới có chào
chào hàng tí thôi nha. Cô gái bên đây có sao xuyến hồn chứ, thấy bà Mai hơi sao xuyến rồi. Sợ bà Mai kìm lòng không được. Nhà trai đã tặng cho mình một bài hát và những cái tiếng đàn rất là dễ thương. Thì bây giờ chị không biết là em có gửi tặng cái gì ngược lại cho bên nhà trai để người ta sợ mình không? Dạ, chắc em sẽ xin gửi tặng một bài hát nho nhỏ bằng tiếng Anh. 'Cause your love is so sweet, you are my everything. This world out of matters, no, is nothing. Dạ, em hơi rung, hơi rung, hơi rung, hơi rung. Người ta con gái, người ta rung là đúng rồi. Không sao. Một chút bối rối ban đầu không sao. Nhân nói cho chú Linh biết rồi, cái đường tình duyên của con là sao Nhân? Dạ, đường tình duyên của con nó cũng không đặc sắc lắm. Tình duyên không đặc sắc lắm à? Dạ. Nó là sao mà nó không đặc sắc không? Nó bình bình. À, nó bình bình. Nó có mấy mối mà bình bình? Nói đúng thì một mối đi. Một mối. Trời đất ơi, tình yêu nó hơi sơ sài chút đó. Dạ đúng đâu nè. Sơ sài. Nhà trai người ta nhẹ nhàng vậy đó, còn nhà gái sao nè? Dạ, chắc tình duyên của con cũng không đặc sắc như bạn nam. Dạ, thì thật ra là trong khoảng thời gian đại học và lúc đi làm thì con cứ cắm cúi. Đó là lý do mà tại sao con vẫn ế đến giờ này. Vậy thì bây giờ mình có xác định rằng là nếu như mà mình tìm hiểu một đối tượng nào đó thì mình dành thời gian nhiều hơn cho cái việc tình cảm của mình không? Dạ, đó là lý do em tham gia chương trình này và em quyết định là phải dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và bạn nam bên này nếu mà có cơ hội. Còn nhà bên kia giờ mình có dẹp bớt công việc không em ơi? Dạ được chị, công việc của em thì gần đây em cũng bắt đầu em sắp xếp ổn hơn rồi, cũng dư nhiều thời gian rảnh. Bây giờ nhà gái coi cái tiêu chí kiếm người yêu thế nào, miêu tả cho nhà trai biết coi giống ở đây không? Là một người ưa nhìn, vẻ mặt sáng lạng và có công việc ổn định và biết quan tâm gia đình. Bên kia có sáng không? Có sáng được miếng nào? Sáng thì có sáng được lạng nào không? Nhưng mà ít có lạng lắm. Sáng chỗ không có lạng qua lạng lại đâu. Em có một cái mẫu hình đặt ra, ví dụ như cái người bạn trai tương lai phải giống chú Quyền Linh chẳng hạn, hay là giống anh Bình Minh chẳng hạn, đó kiểu vậy đó. Người của đàn ông của gia đình đó là chú Quyền Linh. Bên kia có giống chú Linh không? Chú thấy giống không? Đẹp trai hơn. Không, con thấy giống hay giống dạ. Dạ chú cũng đẹp trai. Ngày xưa lúc mà còn nhỏ nhỏ chú cũng được lắm đó con. Dạ dạ. Giờ lớn nó bớt được rồi đó. Không, chứ nó không có bớt được mà nó thay đổi theo một cái kiểu mà chú khác. Hay rồi con, mày giỏi á, mày giỏi á. Được. Không biết là cái nhu cầu về bạn gái của nhà trai là như thế nào? Em cũng không có đặt nặng về vấn đề ngoại hình. Miễn là mình ưa nhìn là được. Biết quan tâm tới gia đình, nhẹ nhàng, đầm thắm. Coi nhà trai ra làm sao mà đòi hỏi bên nhà gái quá trời quá đất rồi. Đâu có đòi hỏi gì đâu, ta đòi hỏi nhẹ nhàng thôi mà. Dạ. Đó. Em chào chị. Chào em. Dạ. Ngon. Ngon. Ủa ăn được hay ngon? Con thấy là ngon đó. Đẹp trai đó. Cầm cây đàn cho thấy hình tượng lãng mạn. Cho bà mối có nhìn thấy đó, thấy chưa? Thấy chàng trai không? Đẹp trai, lãng mạn, trữ tình, nhẹ nhàng, phong độ. Cái tiếng đàn nó đệm vô trong cái lời nói của chú, nó tăng thêm một cái phần gọi là xúc động. Và nó tăng thêm cái sự đẹp đẽ cho cái không gian này. Đúng rồi. Nói thiệt với em là bên kia là ưa nhìn dữ lắm, đầm thắm dữ lắm. Còn về cái khoản mà quan tâm gia đình phải có sự tương tác của người đàn ông nữa. Bây giờ cho gặp chưa chú? Ta qua ta coi mặt nhà gái sao chứ. Mà phải đi qua con. Mời bà mối về bệnh để đón chào nhà trai qua coi. Chờ chút nha con, để chú coi coi. Con gái hết hồn liền. Chào chú Quyền Linh. Nó xinh này nha. Chú có bối rối không chú? Chú bối rối là mệt á. Nói chung là nhà gái hôm nay được. Ngon. Không. Để từ mấy đứa nhỏ nó nói. Xinh á con. Dạ, cảm ơn chú. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, con không thích đàn ông không tự tin về bản thân của đúng. Mình đàn ông phải tự tin, phải bản lĩnh gì nữa? Và phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Chính xác. Chú chịu rồi nha. Bên kia có nụ cười rất là tươi. Dạ. Dễ thương ha. Dạ. Con cũng năng động đó. Nói chung là chú thấy hợp hợp. Ông Mai ơi. Hả? Tôi có ý kiến như vậy. Sao? Bây giờ trước khi mình mở rào á thì mình phải tham khảo ý kiến của người thân. Rồi bây giờ nhà gái đi với ai nè?
Dạ, con đi với cùng với hai người chị của con ạ. Chào nhà gái. Em là bạn của Bảo Ngọc. Mà thấy bạn nam bên này cũng có tính y chang như Bảo Ngọc luôn, thì hy vọng là hai em cho nhau một cơ hội. Cảm ơn bạn của Bảo Ngọc nha. Hai đứa rất hợp với nhau rồi đó. Còn xin mời người nhà của nhà trai. Con đi chung với cô ruột của con. Hôm nay thừa ủy quyền của ba mẹ trọng nhân, thì em là cô út của trọng nhân đến với chương trình. Cũng rất là mong muốn là trọng nhân cùng với Bảo Ngọc là cố gắng cho nhau một cơ hội. Mình đã có duyên trên sân khấu và gặp ông Mai bà mối rồi, có duyên thì chúng ta cũng sẽ tiến tới. Ngoài ra thì cô út cũng đang rất là muốn học tiếng Anh, cho nên là chắc sẽ nhờ Bảo Ngọc nếu có duyên sẽ kèm cho cô út và gia đình. Cuối cùng cũng xin có một bó hoa tặng cho nhà gái Cẩm Tú Cầu, thì cầu là hôm nay chúng ta cầu được gặp nhau và cái duyên và Cẩm Tú Cầu là trọng nhân rất là thích, cho nên là xin tặng cho nhà gái, thì mời em của trọng nhân sẽ sang tặng nhà gái. Ơi dễ thương quá. Hay quá, nhà trai chu đáo chưa, thấy chưa? Chị cảm ơn anh em. Cảm ơn nhà gái rất nhiều. Hy vọng rằng là hôm nay hai nhỏ nó có sẽ có duyên có phận nha. 2, 3 mở rào. Cánh cửa rào tình yêu đã mở, hai kẻ bắt đầu. Khi quen em, anh đã biến bối rồi, vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên ta, ngàn hoa lá lâm anh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thương ta, cho hồn đắm say. Cuộc tình này dài lâu, ngủ sâu trong vòng tay em ai. Hay, hay, hay quá mọi người. Đó, à, hôm nay cũng nhân ngày mà mình có duyên mình gặp, thì cho mình gửi cho bạn một món quà trước, một bó hoa. Dạ, mình cảm ơn bạn nhé. Mình có một cái bức tranh gỗ, hy vọng là nếu mà mình hai mình có cơ hội tìm hiểu nhau thì hai tụi mình sẽ cùng nhau tô bức tranh gỗ đó. Cái này là mình ghép nó lại đúng không? Không, mình dán lên tường thôi. Mình gọi là mình tô rồi xong mình xếp lên tường. Mình xếp lên rồi mình tô mấy đúng cái rồi. Này nữa. Bây giờ nè, đó, mình tô màu lên xong xếp lên ha. Con cá mập, cá tra. Con cá này con cá voi. Cá tra rồi. Ủa đúng không? Cá voi. Thằng chắc cá đại dương. Rồi được á. Đại dương giữ cho hai bạn về ghế ngồi đi. Chúng ta bắt đầu trò chuyện nha. Em cảm thấy là em cười rất tươi. Đúng là rất nữa không? Không bối rối quá. Có rung động. Dạ, có rung động. Đúng là rất là ấn tượng. Nó khiến mình thu hút ngay lần đầu. Mình gọi là xét đánh được không nhỉ? Cũng được chứ. Xét đánh nó, nhưng mà cái hộp quà của Nhân tặng gì giới thiệu bạn gái được không? Và trong đó nó là một cái ví. Phải bỏ tiền vô đó chứ. Dễ thương quá. Dễ thương ạ. Thường tặng ví phải tặng tiền luôn á Nhân. Nó mới hên. Cái đó có chưa, có tiền chưa? Chú Linh cho. Chú cho mượn cho. Dạ. Hả? À, để không, để chú cho mượn chú có nè. Tâm đi. Trời. Hả? À. Thôi được rồi, bỏ vô, bỏ vô, phải bỏ không, vô. Cái này là phải bỏ vô, cái này thiệt. Cái này là phải bỏ vô. Bỏ vô góp, kéo sợi của tiên. Này, ông Mai bà mối phải chuẩn bị cho nó kỹ. Nói cho bóp mà không có tiền nó kỳ lắm. Mấy mốt chú chưa bao giờ sử dụng bóp này không biết. Rồi đó. Là lì xì đó. Dạ, rất kỳ quà. Tiền hơn. Có 10.000 nhưng mà nó hơn. Hên lắm, hên lắm. Dạ, con cảm ơn chú Hiền Linh. Có tiền bóp mới hên. Dạ. Chú có hùng nha. Mốt đám cưới chú khỏi đi nha. Trong đám cưới con sẽ viết câu thuộc thư cho chú đầu tiên. Bạn là một người hoạt ngôn, ưa nhìn. Em cũng bị say đắm trong cái nụ cười ấy. Trời ơi. Không có lối quá. Hai bạn làm tôi muốn yêu trở lại quá. Về tình yêu mà anh nghĩ là tình yêu là phải dành cho nhau, dành cho nhau tất cả. Ưu tiên là người phụ nữ trước. Mọi thứ mà mình tìm ra thì
có được thì cũng sẽ là của bạn gái chứ. Ngon à? Ngon nữa. Nói con này là nhớ à. Tôi ghim con này. Đặt trường hợp có một cuộc cãi vã, ai sẽ xuống nước? Cái thế của mình là luôn luôn là phải nằm kèo dưới. Nằm kèo dưới. Ủa, nếu mà sai thì anh cũng nhường đúng không? Con gái luôn đúng mà. Con gái luôn đúng hả? Trời ơi. Cái có cái câu này mà trong nhà con hay nói là vợ trong nhà là nữ tướng. Nhân nói này cái bên nhà gái phái. Dạ đúng. Nhân nè, Nhân lại Nhân nắm tay của Ngọc ha. Rồi cái Nhân nói hết những cái cảm xúc nãy giờ mà Nhân cảm nhận về Ngọc đó. Nhau coi, nhìn thẳng mắt nhau nói rồi. Như hay nghe nói là người phụ nữ có 3 điểm là thu hút nhất khi mà đối diện này không? Một là nụ cười, hai là ánh mắt, ba là bộ váy hoặc mặt. Thì em có cả 3. Nên hiện tại là anh đang khá bối rối. Coi như là mình coi như là mình bị sét đánh. Em cũng bối rối. Không biết nói gì hơn thì anh... Em cảm nhận là qua cái nhìn đầu tiên thì anh là một người rất là hoạt ngôn, rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Đó là cái tính cách mà em rất là thích của người đàn ông. Hai bạn trở về vị trí ngồi đi. Thời cơ đã đến, cơ hội đã đến, nhịp tim đã đập, sự bối rối đã tăng lên. Nhiệt độ bây giờ có thể 38, 39 độ. Chúng ta chuẩn bị để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy để con tim mình quyết định nha. 1 2 3. Chúc mừng Nhân nha. Dạ, cảm ơn Đúng. Hãy nắm tay Ngọc đi nào. Bây giờ chúng ta... Anh có bắt tay rồi. Đây nè. Dạ, đây nè, đây nè. Đây. Dạ. Đó, đang vô. Đó. Như thế mới là tình yêu. Chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình còn có phần quà nữa dành tặng cho hai em. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ngày có chứng kiến của hai họ nha. Và các bạn đã nói những cái lời gì đó, hãy nhớ giữ những lời đó. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có duyên, có phận để tiến xa con đường hạnh phúc nha. Chúc mừng hai đứa. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chị.